Hướng dẫn sử dụng cân điện tử Tanita VKB380H, bộ sản phẩm bao gồm màn hình thanh đứng phía dưới, thanh đo chiều cao, chân đế ốc vít, nắp trước, nắp lưng. Lắp thanh trục phía dưới vào chân đế bằng 4 ốc vít. Lắp phần đầu có màn hình hiển thị vào thanh trụ phía dưới, nối cáp vào bên dưới cùng của thanh trụ. Lắp nắp phía trước và phía sau, ấn tất cả các bộ phận theo chiều từ trên xuống. Lắp thanh đo chiều cao. Cắm dây nối AC ở đằng sau thanh trụ, cắm dây nối AC ở phía sau hộp điều khiển, kéo hộp pin lắp pin vào đúng chiều, ấn hộp pin vào vị trí cũ. Bật nguồn bằng cách nhấn nút, sau khi đèn hiển thị, cân sẽ chuyển thành 0kg, đứng vào giữa mặt đế, cân nặng sẽ bị khóa và hiển thị trên màn hình. Cài đặt chiều cao với nút lên xuống, sau khi thiết lập chiều cao, bấm nút BMI, điều chỉnh thanh đo chiều cao trước khi đứng lên cân, hạ thấp cánh tay đo xuống cho đến khi chạm đến đầu của người sử dụng. Nếu bạn cao hơn 120cm, đọc số nằm ở trên thanh trụ. Nếu bạn thấp hơn 120, đọc số ở phía dưới của tay đo chiều cao, đảm bảo cả bốn chân của cân chạm hết xuống sàn. Không để cân ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào trực tiếp, không đặt ở vị trí ẩm ướt. Xem thêm tại Max Care Home.